Trong video tiếp theo này thì Phương Uyên xin chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một số nội dung liên quan đến trường hợp đã bị cơ quan công an thu hồi sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo luật cư trú năm 2020 thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, trong một số trường hợp, người dân sẽ bị cơ quan công an thu hồi sổ hộ khẩu giấy và tất cả sổ hộ khẩu giấy vẫn còn giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo khoản 3 điều 38 luật cư trú năm 2020. Như vậy, từ năm 2023, sổ hộ khẩu chính thức không còn giá trị xác nhận cư trú. Do đó, khi rơi vào trường hợp này thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể yêu cầu cơ quan công an xác nhận thông tin về nơi cư trú của mình. Sau khi yêu cầu cơ quan công an xác nhận thông tin về nơi cư trú thì sẽ trả kết quả bằng giấy xác nhận thông tin về cư trú để thay thế cho sổ hộ khẩu giấy. Như trên video là hình ảnh của giấy xác nhận thông tin về cư trú. Kính mời quý cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Hy vọng những nội dung trên video sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Còn bây giờ, Phương Uyên xin phép kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn.